Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio Holic Sách Nói. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện phu quân ngây thơ đệ nhất thiên hạ của tác giả Duyệt Vi. Chuyện thuộc thể loại trọng sinh, gia đấu, nam chính ngốc nghếch ngây thơ. Kênh chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn hoan hỉ bỏ qua và chúng mình trân trọng cảm ơn nếu nhận được bình luận góp ý của các bạn để phát triển kênh. Không làm mất thời gian mọi người nữa, hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Chương 6, ban đầu Yến Hồng phát hiện, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Manh lúc nói chuyện với hắn, hắn có thể nghe lọt tai quá nửa, gặp lúc may mắn, hắn còn có phản ứng tí ti. Ba ngày nay, mỗi ngày nhóm lãnh đạo đều viếng thăm mấy bận, bày tỏ sự quan tâm, kèm theo vài chỉ thị không rõ ràng lắm. Tất nhiên Yến Hồng hiểu được, thân là nhân viên mới, nàng cũng không thể chỉ hưởng thụ quyền lợi mà không thực hiện nghĩa vụ, hộ lý mà, nên làm thì phải làm thôi. Trước tiên phải để hắn chấp nhận cử chỉ của nàng, như thế mới thuận lợi được một bước, để hắn bắt trước theo. Mấy ngày nay, không ngừng tự giới thiệu mình, lặp đi lặp lại. Manh manh, ai là Yến Hồng? Yến Hồng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhấn từng từ một. Mới đầu, ánh mắt hắn dao động trái phải, không chịu nhìn nàng, đầu nàng theo tầm nhìn của hắn mà lắc lư nhất thiết phải để phạm vi quan sát của hắn có nàng. Một khắc sau, dường như hắn có vẻ mệt, vì thế thỏa hiệp ngẩng đầu, thỉnh thoảng len lén nhìn nàng. Thế là nàng lại chớp thời cơ hỏi lại một lượt. Sau khi phát hiện phản ứng của hắn khá nhạy với mấy từ tượng thanh trồng chéo, nàng đổi cách hỏi, manh manh, hồng hồng ở đâu? Chờ một hồi, một ngón tay thon dài trắng nõn rụt rè chỉ vào nàng. Giỏi lắm! yến hồng không tiếc lời khen hắn lại hỏi vậy manh manh thì sao manh manh ở chỗ nào ngón tay khựng lại lại chậm rãi quay đầu chỉ vào mình đúng là bé ngoan yến hồng cười rạng rỡ xoa đầu đông phương manh mi mắt hắn nghỉnh lên lông mi dài khẽ rung giống như một con bướm thi thoảng dừng chân ừ hồng hồng cố gắng như vậy nên thưởng cái gì mới được đây yến hồng một bên giả vờ phiền não một bên lén lút liếc đuôi mắt quan sát phản ứng của hắn quả nhiên mắt chớp nhanh hơn trời nóng thế này vậy làm ít thức uống đặc biệt nhé đông phương manh rất thích những thứ có màu sặc sỡ lúc không ai lưu ý đến hắn ánh mắt hắn luôn rơi trên những món đồ màu sắc đẹp đẽ rất lâu vì thế phòng hắn cũng rực rỡ quần áo cũng nhiều màu may mà khí chất hắn trong trẻo mặc gì cũng hợp Diệu nhân bưng nước trái cây nhiều màu tới, quả nhiên thu hút sự chú ý của hắn. Mắt nhìn chằm chằm chất lỏng trong ly không chớp, không dục dịch lấy một chút. Một bàn tay mảnh mai bưng lấy một ly trước mặt hắn lên. Ánh mắt hắn hơi động. Ực ực tiếng châu uống nước. Ngón tay hắn nhúc nhích. Bàn tay mảnh mai lại bưng một ly. Hắn có vẻ nôn nóng, mắt chớp càng nhanh, ngón tay cũng vặn vẹo không yên ực ừ, ực châu lại uống nước thật sự không phải ta đếm từ hiệu quả âm thanh ồ oh, vẫn còn nhịn được yến hồng vừa thử phản ứng của hắn vừa âm thầm kêu khổ tiểu ngốc này mà không phản ứng nữa bộ nhớ của nàng không đủ chỗ chứa mất uống ba ly rồi còn gì buổi sáng còn chưa xả ra nữa lúc yến hồng định cầm ly thứ tư rốt cuộc đông phương manh hết nhịn nổi bùng nổ hai bút cùng vẽ trái phải mở ra, mỗi tay ôm một bên, người gục xuống, nhanh như xét đánh, hoạt động đóng hàng rào tuyên bố kết thúc. Yến Hồng vui vẻ, rốt cuộc không cần chiếm dụng bộ nhớ đáng thương chẳng còn được bao nhiêu nữa cũng đã đạt đến hiệu quả ngoài dự liệu. Diệu nhân nhìn cô ra ngốc nhà mình khẩn trương ôm lấy nước trái cây vào tay, trong lòng cũng vui vẻ không thôi. Để tránh cho cô ra dễ dàng hoảng sợ như con thỏ này bị hù, nàng đành mím chặt môi, giáng nhịn cười, đáng tiếc hai cánh mũi phập phồng chứng tỏ công lực của nàng chưa tới nơi tới chốn. ngọt ghê nha. yến hồng cố ý bày ra dáng vẻ dư vị vô tận, liếm liếm miệng. cuối cùng hắn ngước mắt nhìn nàng một cái, lại gục đầu nhìn nước trái cây trong suốt trong phạm vi thế lực của mình, trần trừ không quyết. uống ngon thật đó. yến hồng ra sức cam đoan. hắn khẽ nghềnh cổ. Sau đó bất ngờ thè lưỡi chạm vào nước trong ly. Mặt nước gợn sóng nho nhỏ, lòng Yến Hồng khẽ thót, lặng lặng nhìn hắn. Rốt cuộc, hắn muốn chủ động cảm nhận hương vị thế giới này rồi sao? Tới giờ cơm trưa, Noãn Nguyệt vẫn như trước hầu hạ Tam thiếu gia nhà mình ăn cơm. Diệu Nhân nhìn Yến Hồng, nàng không để ý. Kinh thành không phải xây một ngày là xong, chuyện gì cũng phải làm từng bước một. Xem đi ít nhất cũng tự mình uống canh tuy không dùng thìa mà là học người nào đó húp sùm sụp noãn nguyệt thấy thế liếc yến hồng trong bụng nàng có hơi xấu hổ nhưng ngoài mặt vẫn cười nhã nhặn như thường khụ không cẩn thận một chút là mẫu tiêu cực buổi chiều yến hồng nhẫn nại làm mẫu đủ cách dùng cốc uống trà à nước trái cây như thế nào cho có văn hóa miệng tiểu tử này rất kén trừ nước trái cây tươi và trà long tĩnh thượng hạng ra, những thức uống khác hắn không thèm đụng. Có thể thấy tiểu ngốc cũng có một mặt thông minh. Ngược lại bà tử ở nhà bếp oán giận không thôi, ngày hôm nay không biết đã lãng phí bao nhiêu trái cây rồi, hại tay bà ta bị chuột rút luôn. Tuy tốn không ít thời gian nhưng đến bữa tối, tóm lại là không uống như trâu nữa. Chỉ có tư thế cầm thìa, nhìn sao cũng thấy giống cầm sẻng vốn dĩ noãn nguyệt còn tính tiếp tục đút hắn nhưng bị Yến Hồng mỉm cười cản lại. Nàng muốn khảo sát thành quả huấn luyện buổi chiều một chút, thuận tiện để noãn nguyệt bọn họ hiểu được, không phải hắn không thể học cách tự chăm sóc. Nhà bếp hầm canh ốc heo, dù sao tiểu ngốc dùng thìa còn chưa thành thạo lắm, không cẩn thận làm chén canh đổ, canh nóng bắn mấy giọt lên người hắn, làm phòng mấy nốt đo đỏ. Người bị phòng không phản ứng, ngược lại noãn nguyệt phản ứng quá khích, hét chói tai chẳng những dọa yến hồng, càng kinh động Đông Phương manh, sau khi nhóm lãnh đạo chạy tới lại rối loạn một trận mới có thể vỗ về tiểu ngốc đang hoảng sợ không thôi bình tĩnh lại. Nhìn tiểu ngốc hãy còn say sưa giấc nồng trên giường, yến hồng xoa xoa thái dương. Chẳng biết noãn nguyệt tấu cái gì trước mặt lão phu nhân, bà gọi nàng qua, hiền hòa dặn dò gần một canh giờ, chủ đề đại khái là không thể miễn cưỡng con trai bà, không thể khiến con trai bà mệt nhọc càng không thể bắt nạt con trai bà. Tuy công gia không nói gì nhưng ánh mắt nhìn nàng lại mang ý trách móc. Phòng trừng đến giờ tiểu ngốc kia không biết tự mặc đồ tự ăn đều là do mấy người này chiều thành quen. Nhớ tới cuộc tranh luận sau đó với Đông Phương Tề, Yến Hồng hơi hối hận. Quả thật mình có phần nóng vội rồi. Chẳng phải đã quyết định từ đầu là ăn chầu uống trực không quản chuyện rỗi hơi sao? bọn họ ưa đối xử với tiểu ngốc thế nào là chuyện của họ dù có nhìn không vừa mắt thì liên quan gì đến mình bọn họ đã quen với cung cách như thế từ lâu rồi cần gì phải làm trái quy tắc của họ chứ phản động làm gì chẳng phải muốn bị chửi sao không phải chàng không có năng lực tự chăm sóc mà là người trong phủ đều xem chàng như báu vật dễ vỡ không có ai dẫn dắt chàng tập luyện phương diện đó tự bản thân chàng đương nhiên càng không tự mình đi làm chuyện như vậy Tuy nói đã được Hoàng Nhất đại sư chữa trị, hiện tại chàng đã có thể tiếp nhận hành động của thế giới bên ngoài, cũng từ từ thích ứng nhưng trình độ như vậy, hiển nhiên không đủ để chàng sinh hoạt như người bình thường. Người trong phủ cưng chiều chàng, đủ để xóa sạch nỗ lực mười mấy năm nay của Hoàng Nhất đại sư. Nếu chàng chỉ là một con búp bê vải có tim đập, biết hô hấp, vậy sự tồn tại của chàng trên thế giới này có ý nghĩa gì nữa? chàng đã đi ra khỏi thế giới nhỏ đơn độc của mình thì nên học cách làm thế nào sinh hoạt trong thế giới rộng lớn này nhất thời xúc động nói như thế tuy cuối cùng khiến đông phương tề suy nghĩ sâu xa nhưng cũng đẩy mình vào rắc rối nhóm lãnh đạo có duy trì hay không đặt cược vào lần tới mấu chốt là nếu mất đi phần công tác này nàng lợi ít hơn hại ôi còn tưởng là ăn trực được hết đời kia yến hồng bĩu môi nhéo cái má bầu bĩnh của người nào đó đang ngủ say để báo thù đều tại trang lại trọt trọt lúc này mới rụt tay về ngả người nằm xuống cạnh hắn ôi sao lại đau lòng chứ chẳng qua lúc hắn yên tĩnh ngồi ở đó trong mắt hắn nàng nhìn thấy thiên đường sáng sớm hôm sau đông phương tề tới tìm yến hồng có lẽ đệ muội nói đúng Đông phương tề quan sát nàng nửa ngày, phát hiện nàng không tránh, trầm ngâm hồi lâu mới nói. Chỗ cha mẹ để huynh nói. Đệ muội muội nắm chắc có thể khiến manh đệ khôi phục như thường được mấy phần. Đông phương tề hỏi có chút mong chờ. Nhị bá xem trọng thiếp thân rồi. Phớt lờ sắc mặt thoát biến đổi của đông phương tề, yến hồng thong thả đáp. Thiếp thân không dám nói bừa có thể làm tướng công khôi phục như thường, nhưng chi ít ở phương diện sinh hoạt hàng ngày, không có vấn đề gì lớn. Như vậy là tốt lắm rồi. Mắt Đông Phương Tề ảm đạm, lại hỏi, "Đệ muội có cần chúng ta làm gì không?" "Ừm, um, chuyện này rất cần cha, mẹ và nhị bá hỗ trợ, thậm chí cần cả phủ cùng nhau cố gắng." Trước đây mọi người xem tướng công như bảo bối chỉ có thể quan sát từ xa, mong rằng từ giờ trở đi Mọi người có thể xem chàng như đứa bé cần nhẫn nại chỉ dạy, bớt cung kính với chàng một tí, tiếp xúc nhiều một chút. Đương nhiên, không thể nóng vội hấp tấp, mà cần thấm nhuần vạn vật lặng không lời, chín, từ từ mà làm. Đông Phương Tề thông minh tột đỉnh, đương nhiên hiểu được ý định của Yến Hồng. Ý nàng là, chỉ cần để Đông Phương manh quen thuộc với người và vật bên cạnh, một khi quen rồi mới dễ tiếp nhận, cuối cùng chậm rãi hòa nhập. Có lẽ cần thời gian rất rất dài nhưng thời gian ngày một trôi đi, sự tình tất thực hiện được. Chương 7, tư tư. Đến giữa tháng 8, thời tiết ngày càng nóng bức. Thể chất Yến Hồng cực kỳ sợ nóng, mùa hè quả là kiếp nạn của nàng. Lúc trời nóng quá, nàng liền soạc tay soạc chân nằm ườn trên giường mát không muốn động đậy, may mà hôm nay mặc váy trắng dài may bằng gấm Hàng Châu, bên ngoài phủ một lớp sa mỏng màu lục nhạt vì thế Yến Hồng cảm thấy mình rất giống một con ếch xanh phơi bụng. Than thở thành tiếng làm bọn nha đầu cười trúng chím. Cười đi cười đi, dù sao chẳng ai lý giải được hoài niệm đối với thời không xa xôi kia của nàng, nơi đó ăn mặc mát mẻ hết chỗ nói, toàn là thiết bị làm mát tự động không à. Dưới ngày hè trói trang thế này, đông phương manh càng lộ rõ sự khác biệt. Mỗi lần mồ hôi yến hồng đổ ròng ròng, nhìn hắn khoan khoái mát mẻ lượn qua lượn lại trước mặt nàng, nàng lại ghen tị khôn xiết. Chẳng lẽ lòng yên tĩnh thì tự dưng mát thật à? Nhưng nàng cũng yên tĩnh lâu như thế mà có thấy mồ hôi bớt chảy miếng nào đâu. Đến ngồi cạnh hồng hồng được không, manh manh? Lúc đông phương manh tò mò nhìn nàng lần nữa, Yến Hồng mở miệng mời, đương nhiên vẫn phải nhìn thẳng vào mắt hắn, bằng không rất có khả năng thiếu ra hắn không nghe vào tai đối với yêu cầu của nàng đông phương manh còn rất nề mặt cũng tích cực hồi đáp thậm chí lần đầu tiên tặng cho nàng một nụ cười mỉm đáng yêu thuần khiết yến hồng cảm giác tim mạch đều nhũn ra hắn đi qua ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nàng yên lặng ngóng ra ngoài cửa sổ dường như bóng cây lắc lư dưới cơn gió nóng ngày hè mê người lắm vậy lại phảng phất như đang lắng nghe âm thanh hoa nở tay hắn buông trên thành ghế ngón tay sạch sẽ thon dài yến hồng nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn thấy mặt trời trong mắt hắn trong thế giới của hắn có lẽ cũng có điều tuyệt vời mà nàng không biết nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay hắn khiến hắn bất an xíu xiu nàng mỉm cười với hắn hắn chỉ giật mình mấy giây cũng bắt chước cong môi rốt cuộc lại yên lặng nhìn phong cảnh tay hắn lớn hơn tay nàng rất nhiều lòng bàn tay mịn màng trắng nõn đường chỉ tay đơn giản rõ rệt. Người đời thường nói đường chỉ tay đại biểu cho quỹ tích một đời, nhìn mấy đường chỉ mảnh rõ ràng như thế, đột nhiên Yến Hồng thấy hâm mộ cuộc sống như vậy. Nghe nói con người bẩm sinh đã hiểu biết, biết, chưa hẳn là may mắn, không biết, cũng chưa chắc đã bất hạnh. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay dán nhau dần dần tăng lên, giống như mặt trời vậy, tỏa ra hương vị ấm áp khiến người ta yên tâm ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu vào song cửa, nhuốm một màu xanh nhàn nhạt, nhạt, cùng với ánh vàng lấp lánh rơi trên người hắn. Một bên mặt còn mang theo chút trẻ thơ yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, thần thái trong mắt tùy theo bóng cây lay động mà chợt sáng chợt tối. Một khuôn mặt giống hệt đông phương manh giấu mình trong một góc không để ai phát hiện, mọi người chìm đắm trong không khí thanh nhàn ngày hè không ai nhận ra. Manh manh, Yến Hồng gọi, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay hắn. Hắn quay đầu, chăm chú nhìn nàng. Mỗi lần như thế, Yến Hồng liền cảm thấy mình tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian, trong lòng cảm động một cách khó hiểu. Muốn ăn đá bào không? Ngày hè nực nổi, sao thiếu cốc đá bào được? Mắt hắn thoáng hiện tia nghi hoặc, đối với danh từ mới đột nhiên xuất hiện này, phản ứng của hắn là ngoẹo đầu, mái tóc dài vốn ngoan ngoãn nằm xõa sau gáy giống như thác nước nho nhỏ đổ xuống bóng bẩy như chân trâu chất tóc đen bóng khiến yến hồng hoa mắt đồng phương manh không thích trói buộc nhiều lắm kể cả buộc tóc tóc hắn vĩnh viễn đều ngoan ngoãn dán sau gáy hắn nén xúc động muốn vút tóc hắn yến hồng cười dụ dỗ manh manh có thể giúp hồng hồng làm đó lúc thích hợp thì để hắn tham gia một vài việc thường ngày sẽ rèn luyện năng lực lao động của hắn khơi dậy tính chủ động của hắn quả nhiên thấy mắt hắn thoáng một chút nhảy nhót kéo hắn đứng dậy nhìn thấy đông phương tề mỉm cười đứng cách đó không xa tuy cùng một gương mặt đông phương manh mang đến cho người ta cảm giác non nớt thuần hậu đông phương tề lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác nhìn hắn có vẻ ôn hòa vô hại lại không dễ tiếp cận tuy thường tươi cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại giấu giếm sự xa cách. Lúc này nụ cười trên mặt hắn lại mang theo không ít chân thành. Hắn nhìn đông phương manh, trong mắt không hề che giấu cưng chiều thương tiếc. Thiếp thân ra mắt nhị bá. Yến hồng nhún người. Đệ muội không cần đa lễ. Đông phương tề cười tới gần, tay đỡ hờ nàng rồi khen, khí sắc manh đệ mỗi ngày một khá, đều là công lao của đệ muội. Nhị bá quá khen, thiếp thân không dám kể công, cũng nhờ cha mẹ yêu ái, nhị bá ủng hộ mà ra. Đa phần là tự tướng công nỗ lực. Yến Hồng nở nụ cười hoàn mỹ không moi ra được điểm xấu nào, không cảm thấy chính mình có công lao gì lớn. Thời cơ thích hợp, khiêm nhường đúng lúc sẽ khiến lãnh đạo càng khen ngợi. Đệ muội không cần khiêm tốn, muội dụng tâm và manh đệ biến chuyển, cha mẹ và huynh đều nhìn thấy cả vất vả cho đệ muội rồi. Đông Phương Tề nghe xong cười càng hiền hòa. Yến Hồng và Đông Phương Tề khách sáo huynh một câu đệ muội một câu nửa ngày trời. Đông Phương Manh đã có phần sốt ruột. Hiển nhiên hắn có vẻ nôn nóng được làm trợ thủ nhỏ cho Yến Hồng. Vì thế hắn giật ống tay áo Yến Hồng, hai mắt chuyển sang Đông Phương Tề, nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ ca ca hắn mà không thả Yến Hồng đi, hắn nhìn chết cho coi. Ánh mắt ướt rượt đó, làm sao Đông Phương Tề cự tuyệt cho nổi? Khụ, đệ muội mới nói đá. Bảo, vi huynh cũng rất tò mò, có thể cùng đi xem chăng? Nếu nhị bá không chê, thiếp thân bêu xấu rồi. Đông Phương Tề sai người hầu đi hầm băng đập một khối đá nhỏ, yến hồng đập nó thành từng mẩu đá nhỏ xíu, còn kiên nhẫn dạy Đông Phương manh cùng làm. Tiểu ngốc đập rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, bong 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 đợi phát hiện đá trong tay đập xong hết rồi có vẻ còn chưa đã không cam lòng đi vòng vòng quanh bàn đợi đến khi yến hồng cười kéo hắn nhìn cốc đá bào đã làm xong mới thôi đệ muội quả là khéo léo cốc đá bào này màu sắc hấp dẫn lại giải nhiệt xem ra hôm nay vi huynh có lộc ăn rồi đông phương tề nhìn cốc đá bào đủ màu sắc tỏa hơi lành lạnh hết sức kinh ngạc tán thán yến hồng cười cười tự mình bưng một cốc đặt trước mặt đông phương tề, lại sai y nhân mang cho vợ chồng công gia mỗi người một phần. Quay đầu lại, thì thấy đông phương manh ngoẹo đầu nhìn chằm chằm cốc đá trước mặt, vẻ mặt như trẻ con cực kỳ dễ thương. Yến Hồng cầm muỗng, bưng cốc đá bảo trước mặt lên, thu hút sự chú ý của hắn rồi liền múc mấy hạt điều đỏ, lại chọc một ít đá bảo, trước cái nhìn không chớp của hắn, đưa đến trước mặt hắn, a à như dỗ trẻ con muốn hắn há miệng hắn nghe lời há miệng ra vẻ mặt ngây ngẩn ánh mắt ôn hòa thuần hậu đá lạnh mang theo vị chua chua ngọt ngọt hình như khiến hắn rất kinh ngạc vì thế vui vẻ nuốt sạch nhai lạo xạo mấy tiếng nuốt xuống nhanh chóng há miệng ra giống như chú chim non chip chip đòi ăn đông phương tề một mực mỉm cười hiên ngang quan sát toàn bộ một khắc sau đó sự việc phát sinh khiến hắn và yến hồng đều ngây ra tại chỗ chỉ thấy Đông Phương Manh đột ngột giành lấy mõm trong tay Yến Hồng, có phần vụng về múc một mõm đá, run run, lại kiên quyết đưa đến bên miệng Yến Hồng, trong ánh mắt kinh ngạc không thôi của Yến Hồng và Đông Phương Tề, há miệng ra bắt trước có bài có bản, a à, chương 9, Cam Đỏ Mấy ngày sau đó, Yến Hồng quyết chí khai phá tài năng của Đông Phương Manh trong giới, copy, dùng đủ loại kỹ thuật vẽ kiểm tra hắn một phen, vẽ chi tiết, vẽ thủy mặc, vẽ màu, cơ hồ không làm khó được hắn. Nàng không chịu thua đưa hoạt hình và tranh châm biếm ra, kết quả vẫn như cũ, thậm chí cả bức, phượng hoàng mổ thóc, 11, thiếu ra hắn cũng sao y bản chính không sai lấy một ly. Yến hồng nửa vui nửa buồn. Vui là vì hóa ra đông phương manh lại tài hoa như thế. Buồn là vì tài năng của hắn khiến đời trước nàng cố gắng mấy chục năm hình như chả có ý nghĩa gì. Nhưng huấn luyện dày đặc như vậy không khiến Đông Phương manh phiền chán, ngược lại quý ông này càng vẽ càng hăng hái, mỗi ngày thức dậy liền tìm bút than, dương mắt nhìn yến hồng. Đúng, không sai, chính là ánh mắt ướt rượt mà ngay cả đại nam nhân như Đông Phương Tề cũng khó mà kháng cự lại, cỡ nữ nhân vừa háo sắc vừa có tình mẹ thương con tràn lan như yến hồng làm sao mà chống cự được. Còn vài ngày nữa là tới Trung thu rồi. Vì thế Đông Phương Tề lại xin Thái tử mấy ngày nghỉ, chờ xong Trung Thu mới quay về cung tiếp tục hầu Thái tử đọc sách. Đông Phương Tề có thể hưởng thụ ngày nghỉ dài như thế làm Yến Hồng ghen tị không thôi. Vì thế đơn phương cho rằng Thái tử là người nhân hậu, trao đổi ý kiến với năm đóa kim hoa lại được bọn họ ủng hộ. Thế tử Đông Phương Ngọc Thân gánh trọng trách chấn thủ biên quan, không thể về nhà xung vầy xong vẫn không quên viết thư sai người dục ngựa gửi về nhà báo bình an. Thư dành rất nhiều trang quan tâm đến kế hoạch bình phục của Đông Phương Manh. Vì thế, công thần, Yến Hồng lại nhận được một đoạn thư khen ngợi. Hiển nhiên vợ chồng công gia bị con lớn xúc động, cũng thuận tiện ôn tập lại một chút, làm Yến Hồng được ca ngợi đến mức lỗ tai ù đi, lại còn phải làm bộ đức hạnh, con dâu thẹn không dám nhận, khổ không chịu nổi. Tết Trung Thu, còn gọi là Tết tháng 8. Gần sát ngày Tết, các gia tộc giàu có ở Di Lăng đều tặng trái cây, bánh trung thu. Quốc công phủ đứng đầu giới quyền quý ở Di Lăng, quà tặng được nhận phong phú thế nào không cần nói. Yến Hồng bất chợt ngứa tay, liền dành việc của bà bếp, làm đủ loại bánh trung thu, có bánh nhân đậu, nhân hạt sen, nhân trái cây đủ loại, lòng đỏ trứng, nhân thịt, đa dạng đủ kiểu, làm năm đóa kim hoa lóa cả mắt. Hiếm khi bọn họ thấy tiểu thư nhà mình bùng nổ phẩm chất thế này vì thế quà đáp lễ của công phủ cơ bản đều do bánh trung thu yến hồng làm đảm đương. Đối với việc này Đông Phương Manh rất mất hứng, tuy người ta không nói nhưng lúc Yến Hồng đưa bánh cho mọi người, hắn trừng mắt sáng như đèn pha. Từ trên xuống dưới phủ đều bị ánh mắt như hình với bóng của hắn làm cho dựng tóc gáy. Yến Hồng nhìn mà buồn cười, vì thế đặc biệt để riêng cho hắn một hộp bánh năm màu thật lớn, chừng đó hắn mới chịu ngưng thế mà hắn còn canh chừng chằm chặp, không cho phép ai lại gần bánh trung thu của hắn, sợ bị mọi người chia phần. Thằng bé manh nhi này, càng lúc càng hoạt bát lên nhiều, hồi trước có ai thấy nó có tinh thần thế đâu. Lão phu nhân vừa cười vừa yêu thương vỗ về tay Yến Hồng. "Mẹ yên tâm, tính tình tướng công hiền hậu, càng ngày sẽ càng khá lên." Yến Hồng thấy Đông Phương manh đề phòng nghị ca hắn như phòng trộm, bốn chữ, tính tình hiền hậu nói ra có phần trột dạ. Có điều cũng không thể trách Đông Phương Manh. Đại nam nhân như Đông Phương Tề mà hảo ngọt, có thể nói là làm hại không ít bánh trung thu của Yến Hồng, chọc cho Đông Phương Manh mấy ngày nay thiếu điều dán mắt lên lưng Đông Phương Tề. Yến Hồng rủa thầm chắc chắn vị nhị bá này cố ý, bình thường Đông Phương Manh luôn ngó lơ hắn. Thằng nhãi này vừa vặn mượn cơ hội thu hút ánh mắt của đệ đệ yêu. Tết Trung Thu 15 tháng 8, Ngày này đúng lúc 3 tháng mùa thu qua hết một nửa, cho nên mới gọi là trung thu hoặc là trọng thu 12. Xét thấy chứng chống đối đám đông của Đông Phương Manh đã bớt rất nhiều, Đông Phương Tề lại muốn kéo gần quan hệ huynh đệ liền thương lượng với Yến Hồng dẫn hắn đi dạo. Yến Hồng cảm thấy chuyện này cũng không có gì xấu, vợ chồng công gia tuy còn không yên tâm lắm nhưng nghĩ con trai thứ hai là người trầm ổn, con dâu ba cũng là người ổn thỏa bèn đồng ý chỉ có nha đầu noãn nguyệt không yên tâm nói gì cũng đòi đi theo yến hồng không bận tâm lắm thích đi thì đi vì thế đoàn người giống như sâu kẹo hồ lô lên đường yến hồng và đông phương manh là đối tượng bảo vệ quan trọng bị kẹp chính giữa đội ngũ khổ nỗi ngoài nàng ra đông phương manh không chịu đụng bất cứ ai đông phương tề trách móc ta là ca ca ruột của đệ mà ca ca ruột nàng đành phải dắt tay hắn suốt chuyến đi gặp phải thứ gì dễ đụng chạm vào hắn hoặc có thể khiến hắn bất an liền tặng cho hắn cái ôm ấm áp. Trong mắt người trong phủ thì là vợ chồng ân ái nồng nàn, còn Yến Hồng thì tự cảm thấy mình là gà mẹ dẫn gà con. Các quán rượu ven đường đều trang trí lại mặt tiền, dùng tơ lụa dựng thành lầu gác, sắc màu rực rỡ, trương gia chiêu bài túy tiên, bắt đầu bán rượu mới. Người người đua nhau tới quán uống rượu. Đến trưa ngày trung thu, rượu bán sạch sẽ, tiệm rượu liền tháo chiêu bài xuống. Thời tiết này, vừa vặn là mùa cua, còn có lựu, lê, táo, rẻ, nho, cam, toàn là trái cây tươi đủ màu sắc. Di Lăng từ xưa được gọi là quê của cam rốn, 13, sản lượng cam đứng đầu cùng với cây rốn đều ghi dấu, vì vậy mà nổi tiếng. Rốn của cam càng lớn, cam càng thơm càng ngọt nước. Đông phương tề sinh ra giàu có. Muốn ăn gì liền có người dâng đến tận tay, vì thế không biết lựa cam rốn thế nào. Hắn lại yêu thương đệ đệ, thấy đệ đệ cứ nhìn mấy sạp cam liền hào hứng đi lên cua một đống ôm lại cho Đông Phương Manh. Đông Phương Manh túng chặt tay Yến Hồng, vẫn không phản ứng trước sự mong đợi của Đông Phương Tề, chỉ nhìn chằm chằm cam trong tay hắn. Yến Hồng thấy vậy cười nói, chắc là nhị bá chưa chú ý bao giờ, cam rốn mà rốn càng lớn thì càng ngon miệng dốn nhỏ đều hơi chua nước cũng ít đông phương tề ngẩn ra liền cười sảng khoái không ngờ ăn cam cũng phải chú ý như thế trái lại là vi huynh sốt ruột rồi thụ giáo thụ giáo yến hồng thấy đông phương tề không gò bó ngược lại thêm hảo cảm với hắn đông phương manh thấy yến hồng lại nói chuyện với nhị ca hắn nói mãi chưa xong bèn kéo nàng nhích tới sạp bán cam thêm một bước hơn nữa còn nhìn chòng chọc, chọc cái túi của tiểu thương nhỏ Tiểu thương kia cũng là kẻ biết nhìn người, thấy mọi người ăn bận không tầm thường, đoán hẳn là nhà giàu có bèn lấy trong túi ra một vật đỏ rực, hai tay dâng lên trước mặt đông phương manh, vị công tử này thật là tinh mắt, đây là cam đỏ. Bởi vì vỏ cam đỏ như máu, thịt cam mọng nước nên nổi tiếng, còn quý giá hơn cả cam rốn thượng hạng nhất, sản lượng ít ỏi, hơn nữa khó chiết cảnh thành công, một cây trưởng thành cho nhiều nhất một chục quả nhà tiểu nhân mấy đời trồng giống cam này cũng chỉ được có một cây, hôm nay vốn mang theo để chào hàng, công tử đã nhìn chúng, tiểu nhân cũng đành nhịn đau từ bỏ. Đông Phương Tề nghe xong không khỏi tò mò, hiếm như thế à? Quả thật chưa từng thấy giống cam đỏ tươi thế này. Nói rồi cầm lấy cam đỏ trong tay tiểu thương, chỉ thấy trái cam này nhỏ hơn cam rốn, hình dạng tròn hơn một chút, vỏ cam đỏ tươi như máu, cả đường vân cũng cực nhỏ, sáng bóng, khiến cả lớp vỏ nhìn càng bóng láng thật không biết bóc vỏ ra muối cam bên trong còn đẹp thế nào yến hồng cũng chưa gặp giống cam đặc biệt như thế bao giờ không khỏi nhìn thêm một chút tiểu thương kia thấy làm ăn có khả năng cười càng thêm ân cần miệng không ngừng giới thiệu cam đỏ này không dễ trồng là món ăn bổ dưỡng có thể giữ ấm bổ máu cải thiện tình trạng lạnh tay chân còn làm tinh thần phấn chấn giải mệt mỏi vị phu nhân này ăn vào có thể dưỡng da làm đẹp, các công tử ăn vào càng sáng mắt thính tai, người già ăn vào bổ gan bổ phổi, trẻ nhỏ ăn vào, hì hi, hi, bảo đảm bệnh lớn bệnh nhỏ gì đều không dám tới cửa. Gã này, nói một hồi sắp thành linh đơn rượu dược luôn rồi, chỉ thiếu nước cải tử hoàn sinh nữa thôi. Từ lúc cam đỏ rơi vào tay nhị ca hắn, ánh mắt đông phương manh cứ theo cử động nơi tay nhị ca mà lên lên xuống xuống, không chịu rời mắt đi lấy một chút. Yến Hồng biết màu sắc cam đỏ này hợp khẩu vị Đông Phương Manh, vì thế đưa mắt ra hiệu cho Đông Phương Tề. Chỉ điểm một chút Đông Phương Tề hiểu ngay, vội vàng nhét cam vô tay đệ đệ. Cam lọt vào tay, Đông Phương Manh liền giữ khư khư, mím mím môi, Yến Hồng biết đây là biểu hiện hắn cao hứng. Đông Phương Tề cũng cười tươi giói vì đệ đệ không cự tuyệt mình. Nhất thời mạnh ai nấy nghĩ, không ai chú ý đến vẻ mặt háo hức mong chờ của tiểu thương vẫn là giai nhân lanh lợi, hỏi một câu, cam này bán sao? Nhờ đó mới lôi kéo lại sự chú ý của mọi người. Nhân hôm nay là Tết, các vị lại lần đầu chiếu cố, tiểu nhân coi như lấy hên, tính rẻ chút, mười lượng, chắc giá. Tiểu thương bày ra vẻ mặt như bị cắt mất thịt. Mười lượng một cân, chẳng thà ngươi đi cướp đi. Tập nhân rú lên, thật sự quá đắt, lương nửa năm của nàng cũng chưa tới mười lượng nữa là mà còn nhờ tiểu thư gả tới quốc công phủ mới tăng lương đấy. Cô nương nhầm rồi, 10 lượng một cân chẳng phải lỗ chết tiểu nhân. Là 10 lượng, một trái. Tiểu thương trịnh trọng dơ một ngón tay lên, nghiêm túc nhấn mạnh. Lần này ngay cả gia nhân luôn bình tĩnh cũng vặn vẹo mặt. Cam gì vậy, người biết thì biết nó là trái cây thôi, không biết còn tưởng là báu vật luôn. Lúc này người bu chung quanh cũng đông dần, đều hiếu kỳ nhìn cam trong tay đông phương manh chỉ chỉ trò trò. Di lăng tuy giàu có nhưng một trái cam bán mười lượng, lần đầu tiên nghe thấy chuyện hy hữu như thế. Tuy tâm tình đông phương manh không biến hóa rõ rệt lắm nhưng nắm tay Yến Hồng càng lúc càng chặt, còn hơi run rẩy. Yến Hồng kêu thầm không xong, nếu người người đi chuyện của mình không vây lại đây, đông phương manh còn dễ chịu một chút, bây giờ biến thành tiêu điểm trong mắt mọi người, người bình thường còn nóng mặt huống chi là người luôn ghét đám đông như hắn. Đông Phương Tề chắc cũng hiểu điểm này, không thèm chớp mắt lấy một cái quảng một đĩnh bạc cho tiểu thương, một bên không giấu vết che chở Yến Hồng và Đông Phương manh lui ra ngoài, một bên quăng lại một câu cho tiểu thương kia, còn dư lại chín trái cam đỏ, bổn công tử mua hết, một lát đưa thẳng tới phủ trấn quốc công. Quần chúng bu quanh ồ lên, chẳng trách bạo tay như thế, hóa ra là công tử nhà trấn quốc công, Thật là! Coi tiền như rác không hơn không kém mà. Yến Hồng vừa đi vừa đau lòng nhìn cam trong tay Đông Phương Manh, một trái mười lượng, mười trái là một trăm lượng rồi. Về nhà nhất định phải đòi một trái nếm thử. Mấy người vung tiền như rác vừa đi, đám đông vẫn còn kinh ngạc tán thán xong cũng tản ra, còn lại mỗi tiểu thương ở đó mừng rỡ tới rút gân. Chương 8 Phục chế Đông Phương Phủ sôi sục bắt đầu từ mỗng đá bảo đó. Mỗng đá bảo kia thần kỳ cỡ nào chứ, có thể khiến tam công tử mở miệng nói chuyện kể từ ngày chào đời đến nay. Khụ, tuy chỉ là một chữ, a à, ngắn gọn xúc tích nhưng bất kể nói sao, tóm lại cả quốc công phủ không còn thấy xấu hổ như trước nữa rồi. Sau này ai dám nói tam công tử câm là đập kẻ đó. Thế nên, mỏng đá bảo đó không mang ý nghĩa đá bảo bình thường, mà là một mõng đá bảo cao quý, một mõng đá bảo tinh khiết, một mõng đá bảo thoát ly hương vị thông thường, một mõng. Khụ, đá bảo có ích cho dân chúng. Ít nhất ý nghĩa của nó đối với Trấn quốc công phủ tuyệt đối không bình thường. Cuối cùng cốc đá bảo thần kỳ này được liệt vào hàng ngũ món ăn được hoan nghênh nhất quốc công phủ hàng năm. Còn Yến Hồng, vốn dĩ địa vị vững vàng tăng từng bước nhất thời thuận nước đẩy thuyền càng lên cao, chịu sự theo đuổi tâm bốc đã lên tới trình độ heo mẹ biết bay, cây sắt nở hoa, hơn nữa còn được đặt ngang hàng, trở thành một trong ba kỳ tích lớn của Di Lăng. Khục, còn như heo mẹ biết bay và cây sắt nở hoa có thật hay không, không thuộc về nội dung kiểm chứng của tác giả. Trừ đông phương manh phẳng lặng như nước ra, một trong hai nhân vật chính của sự kiện này cứ hết đau khổ lại vui vẻ. Yến Hồng vui vẻ là vì nhờ vận cứt chó, quốc công phủ từ đó xem yêu cầu của nàng là chuẩn mực, nàng làm việc không gặp trở ngại nữa. Đau khổ chính là nhóm lãnh đạo dăm ba bữa lại gọi nàng qua cảm khái, cảm tạ một hồi. Khoa trương nhất chính là lão phu nhân, mỗi lần nhìn nàng ánh mắt cứ như thần dữ của đột nhiên tìm được núi vàng. Khụ, chư vị thần tiên lượng thứ, nàng không cố ý mạo phạm lão nhân ra, cái này là nhận định từ đáy lòng. Chịu kích thích lớn nhất ngược lại là đông phương tề một mặt, hắn vui mừng không thôi vì cuối cùng tiểu đệ cũng mở lời vàng ngọc, mặt khác lại cảm thấy cực kỳ nuối tiếc vì người lãnh đạo khiến tiểu đệ thay đổi lớn như thế không phải hắn. Để giải quyết nuối tiếc, người xưa nay luôn thận trọng đáng tin cậy trong mắt người trong phủ như hắn ngày nào cũng bưng một cốc đá bào chạy tới trước mặt Đông Phương Manh lượn qua lượn lại, còn sống chết đòi đút Đông Phương Manh ăn, mục đích đen tối là muốn Đông Phương Manh cũng hồi đáp lại như thế. Song mãi mà hắn không thành công, Đông Phương Manh luôn phớt lờ hắn, vì thế hắn càng sầu muộn. Yến Hồng nhịn cười thiếu điều viêm ruột, hắn còn không chịu thôi ngày nào cũng tới chịu thất bại. Nhân vật chính số một trong chuyện này, Đông Phương Tam thiếu gia manh công tử bình tĩnh nhất, ngoại trừ ngày hôm đó phát ra một tiếng như sét đánh giữa trời quang ra, không có thêm âm thanh nào nữa, làm bà con đỏ mắt mong chờ hắn mở lời và ngọc lần nữa thiếu điều muốn mòn con mắt chỉ có Yến Hồng với Noãn Nguyệt là khá bình tĩnh cho rằng đó đơn thuần là trùng hợp. Vì thế Yến Hồng nên làm gì thì vẫn tiếp tục làm. Muốn Đông Phương Manh mở miệng đã khó khăn như thế, nếu làm hắn nói trọn vẹn một câu, tiến tới nói chuyện giống như người bình thường, không thể dùng hai chữ, gian khổ, để hình dung chuyện này. Cách mạng chưa thành công, Hồng Hồng vẫn cần cố gắng nhé. Đang là ngày nóng, phong cảnh trong lạc phong uyển lại tuyệt vời, đỉnh các nhà sàn nhỏ thấp thoáng giữa cây cối xanh um rậm rạp, cứ như thiếu nữ thẹn thùng ôm tì bà che nửa mặt hoa. Yến Hồng nhất thời ngứa tay, sai tập nhân đi tìm than tới chế thành bút than, ngồi ở một góc vắng vẻ trên lối đi vẽ phác họa. Cảm tạ thời đại này đã có giấy, hơn nữa chất lượng cũng rất khá. Hết sức chăm chú, hoàn toàn không chú ý một bóng người chậm rãi lại gần. Chỉ thấy cái bóng thon dài đó đi mấy bước thì dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một lát lại đi tiếp lặp đi lặp lại như thế ngắn ngủn mấy trượng mà đi nửa khắc mới xong may mà yến hồng chỉ lo mải mê vẽ không chú ý bằng không nhất định sẽ giờ khóc giờ cười với tốc độ thần sầu này yến hồng lướt bút xoạt xoạt phát họa bóng mờ của đình bát giác đưa ngón cái và ngón trỏ hai tay ra tạo một khung vuông chuẩn bị vẽ cảnh đột nhiên phát hiện bên người tăng thêm cảm giác mát lạnh ngạc nhiên quay đầu nhìn thấy ánh mắt trong vắt của Đông Phương Manh. Hắn lặng lặng ngồi xổm bên người nàng hơi dựa ra đằng sau, hai tay ngoan ngoãn bắt chéo trên đầu gối. Rõ ràng Yến Hồng cảm thấy hắn rất tò mò với thứ trong tay nàng nhưng lại không chủ động tìm hiểu, ánh mắt và vẻ mặt luôn trong trẻo thuần khiết như trẻ thơ. Yến Hồng cười rạng rỡ hắn không để phòng nàng như thế khiến nàng luôn không tự chủ được mà bày tỏ thiện ý của mình. Manh manh, nhận ra thiếp vẽ nơi nào không? Yến Hồng nói chậm rãi, nhả từng chữ từng chữ một. Cảm xúc của hắn ngưng động từng chút từng chút trong mắt, cái gọi là nghi hoặc từ từ dâng lên, Yến Hồng hỏi lại lần nữa. Ánh mắt hắn liền nhẹ nhàng chuyển sang bàn vẽ trong tay nàng, tập trung nhìn một lát, lại ngước lên nhìn phía trước mặt, chừng một lúc, hắn tìm thấy đỉnh bát giác cổ kính mà Yến Hồng phát hỏa. Hắn ngẹo đầu nhìn Yến Hồng, trải qua một thời gian Yến Hồng, lặng lặng không tiến động xâm nhập vào cuộc sống của hắn hắn đã không tránh né ánh mắt yến hồng nữa thậm chí khi nàng lơ đánh sơ sót hắn còn chủ động tìm nét mặt hắn có phần cứng ngắc giống như không biết làm cách nào diễn đạt ý nghĩ của mình lại giống như có thứ gì đó đột nhiên đông lại trong óc lưỡng lự nửa ngày cũng chỉ hơi mím mím môi cuối cùng nhấc tay lên chỉ vào phía trước chỗ hắn tìm được yến hồng hiểu ý mỉm cười nhỏ nhẹ manh manh thông minh ghê, chỉ một lát đã tìm thấy rồi. Người gần như chưa từng mở miệng, hắn cơ hồ chưa ý thức được cổ họng mình còn có khả năng phát ra âm thanh, phải từ từ dẫn dắt hắn sinh ra khát vọng nói chuyện, để hắn phát hiện thân thể mình kỳ diệu ra sao. Mắt hắn cong cong, dáng vẻ rất nghiêm túc, bắt trước bộ dạng yến hồng, ngồi lên thảm cỏ, sau đó tiếp tục dán mắt lên bàn vẽ trong tay nàng, không chịu rời đi yến hồng nhét bút than vào tay hắn rồi đặt bàn vẽ trước mặt hắn đè lại từng nét bút trên tờ giấy ban nãy lấy ra một tờ giấy trắng khác sau đó nắm tay hắn tùy ý vẽ vài nét trên giấy xuất hiện đường nét đơn giản của một quả táo mới đầu tay đông phương manh có hơi cứng ngắc thế nên nét vẽ không tròn trịa còn hơi thô quả táo vẽ ra méo méo rất hiển nhiên đây là một quả táo dị dạng thiếu dinh dưỡng kế đó yến hồng buông tay hắn ra để hắn tự mình tập vẽ. Ban đầu hắn chưa kịp phản ứng, quay đầu ngơ ngác nhìn nàng, dường như không hiểu vì sao nàng bỏ tay hắn ra không nắm nữa. Dưới nụ cười cổ vũ của nàng, lại mím môi, lúc này mới quay lại vẽ loạn trên giấy, vừa vẽ vừa liếc đuôi mắt tự cho là người khác không biết nhìn trộm phản ứng của nàng. Phát hiện nàng vẫn dịu dàng nhìn hắn như cũ, hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, đổi bút từ tay phải sang tay trái. Yến Hồng kinh ngạc, hắn muốn khai phá tay trái của mình sao? Cái đó sự kinh ngạc của nàng biến thành chấn động ngập tràn, miệng há thành chữ o lúc nào không hay. Thì ra hắn thuận tay trái. Chỉ thấy bạn nhỏ Đông Phương manh thâm tàng bất lộ, mười, dùng tay trái điều luyện lướt một nét tạo thành một quả táo tròn trịa, giống như lúc chúng ta học mỹ thuật ở tiểu học vẽ nét đơn giản ấy, nếu không phải ban nãy mình dạy hắn vẽ nó. Yến Hồng gần như cho rằng thằng nhãi này cũng đến từ thời không xa xôi kia như nàng. Rất nhanh, cả bản vẽ đều là táo, ngay cả lề và góc giấy đông phương manh cũng không chịu tha, cố chấp vẽ từng quả táo nhỏ, đến khi cả tờ giấy trắng không còn chỗ trống. Vẽ xong, hắn quay đầu bình tĩnh nhìn Yến Hồng, không chớp mắt, nét mặt nghiêm túc mà cố chấp, tựa như rất để ý cái nhìn của nàng. Yến Hồng cảm động, có phần chua xót. Trước đây có lẽ chưa có ai dẫn dắt hắn làm những chuyện vụn vặt tỉ mẩn thế này, mà dẫn dắt nho nhỏ như thế đối với hắn mà nói lại quan trọng cỡ nào. "Manh manh giỏi quá, vẽ rất đẹp." Yến Hồng đương nhiên không keo kiệt mà khích lệ hắn, lại bồi thêm một câu, Hồng Hồng rất thích đó. Đến khi nàng nói xong câu cuối, nét mặt nghiêm túc của Đông Phương Manh mới thoáng thả lỏng tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh có phần ngây ngốc nhưng lại khiến yến hồng cảm giác được một chút vui vẻ khó phát hiện của hắn hắn cố chấp đợi trong thế giới một người cô quạnh đã bao lâu nàng xông vào thế này chắc hẳn đem lại cho hắn chút an ủi sau ngạc nhiên mừng rỡ lớn hơn nữa còn ở đằng sau yến hồng tiện tay vẽ đại thứ gì đó lên giấy đông phương manh liền dùng tay trái bắt chước vẽ lại thật nhanh thậm chí góc độ dùng bút nặng nhẹ đường nét thô mảnh bóng ảnh mờ đậm không lệch lấy một chút, Yến Hồng nhìn hoa cả mắt. Nàng dứt khoát sai tập nhân lấy một bản vẽ nữa, cùng đông phương manh mỗi người một bản, sau đó ở trước mặt hắn, bắt đầu vẽ tĩnh vật. Nàng chọn một cái ghế đá hình dạng không phức tạp lắm ở gần đó, trên ghế điêu khắc rất nhiều hoa văn áng mây lớn phong cách cổ xưa. Muốn vẽ đẹp cần rất nhiều công sức, chẳng những phải tính được tỷ lệ chính xác, còn phải nắm chắc kết cấu, đứng từ góc độ phân tích thấu thị, phác họa các dạng kết cấu chuyển tiếp, chú ý sự giao thoa hình dáng, tránh sự đơn điệu và chống trải. Ngoài ra còn phải vận dụng ánh sáng linh hoạt, phân bố không gian, đi sâu vào xây dựng hình dạng chân thật mà có tính lập thể. Yến Hồng có kiến thức vẽ phác họa căn bản đương nhiên không nói, nhưng khiến nàng sừng sốt chính là sau khi nàng vẽ xong, Đông Phương manh cơ hồ chỉ chậm hơn nàng một chút, cũng bắt đầu cầm bút, bố cục, phác họa giống nàng y như đúc, nếu không phải hai người vẽ trên hai tờ giấy khác nhau, suýt nữa Yến Hồng đã nghi ngờ liệu có phải hắn dùng tay trái vẽ thật hay không. Sao có khả năng chứ? Nên biết, cho dù là người có nền tảng hội họa mười mấy năm như nàng cũng không có khả năng trong thời gian gần như trùng khớp vẽ ra một bức phác họa giống hệt người ta. Không thể tin nổi. Yến Hồng cố tình vẽ một nét hỏng thật lớn, nếu là người chân chính biết vẽ, dành phác họa chắc chắn sẽ phát hiện mấy nét bút bất hợp lý của nàng. thế nhưng đông phương manh chỉ chăm chú nhìn tay nàng. lúc nàng ngừng lại, không cần đắn đo chiếu theo cách vẽ của nàng hoàn toàn phục chế lại nét bút hồng đó. thậm chí bao gồm cả hình chiếu nhỏ xíu mà nàng cố ý vẽ đậm hơn. yến hồng đờ đẫn nửa ngày rốt cuộc hoàn hồn lại. té ra thằng nhãi này là cái máy photocopy nhân tạo siêu cấp. còn đông phương manh sau khi copy, cứ cầm bút than ngơ ngác nhìn Yến Hồng, dường như không rõ vì sao nàng đờ người, bỏ tranh qua một bên, còn không mau vẽ tiếp đi. Chương 10, Trăng tròn Nhị thiếu ra, trời sắp tối rồi, còn tiếp tục đi dạo không? Noãn Nguyệt thấy mọi người không có vẻ gì là muốn về, liền mở miệng hỏi Đông Phương Tề. Đông Phương Tề ngoảnh đầu nhìn, Đông Phương Manh đang mở to mắt nhìn chầm chầm động tác nặn tượng bột ven đường. Chăm chú cứ như thể ước gì nhét hết tất cả tượng bột đầy màu sắc sặc sỡ đó vào trong mắt. Vẻ mặt cố chấp mà đáng yêu. Không muốn quấy nhiễu hứng thú của đệ đệ, liền lắc đầu, còn sớm, lát nữa đã. Nhưng công gia, phu nhân sẽ lo lắng tam công tử. Noãn nguyệt liếc yến hồng cũng háo hức bừng bừng xem nặn tượng bột, mắt thoáng chút bất mãn. Không sao, ta sẽ trông coi tiểu đệ." Đông Phương Tề tốt tính nói, Noãn Nguyệt còn muốn nói thêm, Đông Phương Tề đã gia nhập đoàn quan sát nặn tượng bột, Noãn Nguyệt bất lực nhúc nhích miệng, cuối cùng không nói thêm nữa. "Xong rồi, công tử, phu nhân nhìn xem có vừa ý không?" Ông thợ nặn tượng đưa một cặp tượng vừa nặn xong cho Yến Hồng, cười vuốt tròm dâu, miệng tuy khách sáo nhưng vẻ mặt hết sức tự tin. Yến Hồng nhận lấy hai tượng bột một nam một nữ, phát hiện quả nhiên cực kỳ tinh xảo, bé gái cười dễ thương, vẻ mặt bé trai ngây thơ, chính là dáng vẻ nàng và đông phương manh, màu sắc quần áo cũng không khác biệt, nhìn là biết ngay hai người. Đông phương manh nhìn tượng bột trong tay Yến Hồng lom lom, Yến Hồng thấy thế cười đưa bé trai cho hắn, nào, đây là manh manh, để manh manh tự cầm mình nha. Đông phương manh chớp chớp mắt, thò tay ra, không cầm lấy bé trai trong tay Yến Hồng mà nhắm thẳng vào bé gái trong tay nàng. Yến Hồng sửng sốt xong vẫn mặc hắn cầm. Chỉ thấy Đông Phương Manh cầm tượng bé gái xong, nhìn chằm chằm một hồi, còn dùng ngón trỏ trọt trọt nhẹ nhẹ lên má bé gái mấy cái, môi mím lại, lúc này mới hài lòng ôm bé gái cùng bảo bối cam đỏ vào lòng. Noãn Nguyệt sợ hắn ôm tê tay muốn cầm giúp, hắn sống chết không đưa. Yến Hồng thầm đoán Phòng Trừng Thằng nhãi này ghi hận nàng thường hay chọt mặt hắn nên bây giờ báo thù lên tượng bột. Khó khăn lắm Đông Phương Tề mới chờ được ông thợ nạn cho một tượng bột giống hắn, thấy Đông Phương Manh muốn chuyển sang chiến trường khác, vội vàng chạy lên đưa tượng mình cho tiểu đệ, cười nhiệt tình, "Manh đệ, tượng bột kaka ca, ca cũng cho đệ này." Đông Phương Manh nhìn tay Đông Phương Tề, lại cúi đầu nhìn đồ trong lòng mình, ngoảnh mặt kéo yến hồng đi. Đông Phương Tề bị đả kích lớn, vì sao tiểu đệ yêu dấu của hắn không thích hắn hả? Yến Hồng mặc đông phương manh kéo nàng đi bừa tới trước vừa âm thầm cười trộm. Dám đông phương manh tưởng đông phương tề đòi đổi bé gái trong tay hắn nên mới làm lơ. Đông phương tề đáng thương, luôn đem mặt nóng dán mông lạnh của đệ yêu, há há. Noãn Nguyệt thấy mọi người đều đi, đưa bạc cho ông thợ làm tượng, nghĩ nghĩ lại nói, sư phụ, làm phiền ông nặn cho ta một cái, lát nữa ta quay lại lấy, đây là 15 đồng, ông cầm đi. Đương nhiên ông thợ cầu còn không được, liên tiếp gật đầu ưng thuận. Bấy giờ noãn nguyệt mới chạy đuổi theo đoàn người. Sắp chiều buông dần, sắp tới giờ thắp đèn. Đêm trung thu, chợ phiên trong thành rất náo nhiệt, nhà giàu đều đeo trang sức lộng lẫy lên lầu các ngắm trăng, nhà bình thường thì đi tử lâu chiếm chỗ tốt. Người di lăng thích nung cắt vàng làm thỏ ngọc trắng, dùng màu trang trí, muôn hình vạn trạng. Mọi người tập trung trên phố, dưới ánh trăng, mua bán thỏ màu, đèn đuốc sáng choang, người dạo chơi nườm nượp không dứt. Trên đường còn có mấy quầy hàng thịt nướng, hâm rượu, nướng thịt dê, rượu ấm cay nồng, thỏ màu có thể dùng làm ly rượu. Đồ thu gom của Đông Phương manh sao lại thiếu mấy con thỏ màu dễ thương này được. Ngay cả Yến Hồng cũng hứng chí, tay trái cầm thỏ màu, tay phải cầm một sâu thịt dê nướng thật lớn, bản thân ăn hào hứng còn không quên đút cho Đông Phương manh ăn. Có điều Đông Phương thiếu gia chẳng lấy làm vinh hạnh tí nào. Hắn ghét cái mùi tanh nồng này. Bực một nỗi yến hồng cứ thích trêu hắn, thỉnh thoảng lại đưa sâu thịt dê ra trước mũi hắn lắc lắc, nhìn dáng vẻ hắn khịt mũi tránh né mà vui không thể tả. Tuy hắn tránh còn không kịp, nhưng cũng không chịu thả bàn tay đang túng chặt ống tay áo yến hồng ra vì thế lần nào cũng bị yến hồng chọc được đông phương tề yêu đệ sốt ruột còn chưa nói gì ngược lại nõn nguyệt vừa tức vừa vội lầm bầm nửa ngày tập nhân bảo vệ chủ lén lút chừng nàng ta mấy cái nhà đầu kia tưởng mình nói nhỏ thì không có ai nghe được nàng ta đang chửi tiểu thư chắc trăng dần dần treo lên vòng trời dài ánh sáng bằng bạc xuống mặt đất đêm trung thu ánh trăng càng sáng hơn ngày thường còn gọi là nguyệt tịch đúng là gió thu mát rượi, trà xanh thơm mát, hoa quế ngát hương, ánh trăng tràn ngập. Vương tôn công tử, nhà giàu bạc vạn, không ai không lên lầu cao ngồi bên lan can ngắm trăng hoặc tụ tập trên các khoảng sân trống trải, nếm thử của ngon vật lạ, tiếng nhạc rộn ràng, uống rượu ca hát, vui chơi suốt đêm. Nhà bình thường cũng đến đải ngắm trăng nho nhỏ, tổ chức yến tiệc trong nhà, con cháu xung vầy, cùng nhau vui Tết. Cho dù là nhà hết sức bần cùng, thậm chí đem cầm quần áo đổi lấy rượu uống cũng cố gắng tìm vui, không thể sống uổng. Yến Hồng đứng dưới lầu, ngước mặt lên nhìn người đi dạo tới tới lui lui ăn uống vui chơi, nghĩ thầm không khí này thật sự là náo nhiệt hơn hẳn tiệc rượu thâu đêm gì đó. Chợ đêm trung thu mở luôn đến khi trời sáng cơ. Người đi ngắm trăng dạo chơi đông như chảy hội, nườm nượp cả đêm, dù sao ở thành Di Lăng, buổi tối này không có lệnh cấm đi lại ban đêm. Giai nhân háo hức nói, mắt nhìn bốn phía tai ngóng tám phương, thăm dò xem có tin bà tám nào đáng nghe ngóng không. Thâu đêm mà, Yến Hồng nghe giai nhân nói thế lấy làm ngạc nhiên. Trước khi xuất giá, tuy nàng không được phụ thân yêu thương nhưng gia giáo khá nghiêm, ngày thường rất hiếm dịp được đi dạo phố, nữ tử chưa gả xuất đầu lộ diện sẽ bị người đời chỉ trích. Cho dù lễ Tết cũng phải có người đi cùng, còn phải đeo mạng che mặt mới được ra cửa song không được ở bên ngoài qua đêm. Vì thế nàng mê mẩn cảnh tượng ồn ả thế này đã lâu, lại chưa chứng kiến bao giờ. Bây giờ khó khăn lắm mới có dịp đi ra hóng gió, thật tình không muốn về chút nào. Nhìn lại đông phương manh, hắn ôm một núi đồ trong lòng, một tay còn khăng khăng nắm tay nàng, thật sợ hắn tê tay, vì thế khẽ khàng hỏi, manh manh, hồng hồng cầm giúp chàng vài món nhé, chịu không? đồng phương manh đang đặt hết tâm tư lên đống chiến lợi phẩm căn bản không nghe lọt lời yến hồng vì thế không phản ứng gì yến hồng đành lay lay tay hắn hơi khom người đối diện với mắt hắn hỏi lại lần nữa thằng nhãi này hễ gặp phải thứ mình thích căn bản không nhìn không nghe người khác gọi đồng phương manh cúi đầu nhìn vào mắt nàng trong đôi mắt đen nhánh của hắn phản chiếu bóng nàng hắn chớp chớp mắt tiêu hóa xong câu hỏi của yến hồng lại nhìn nhìn nào cam nào tượng bột nào thỏ màu nào kẹo nào bánh đủ kiểu trong tay toàn là đông phương tề mô cho cơ hồ không cần suy nghĩ đem quá nửa đồ trong tay đưa cho yến hồng mình chỉ giữ lại mỗi tượng bé gái nắm chặt trong tay lại nhìn yến hồng nàng thấy môi hắn lại mím mím lo hắn muốn chơi xấu quả nhiên thấy hắn lại thò một ngón trỏ ra len lén chọt bé gái mấy cái thằng nhãi này còn nghiện đi dạo mãi tới khi trăng lên giữa trời, noãn nguyệt dục dã mấy bận mọi người mới lưu luyến về phủ. Tuy trong phủ cũng rộn ràng nhưng không khí không vui bằng dân chúng. Song công gia phu nhân còn đang chờ các con về nhà cùng nhau cúng trăng đoàn tụ, nhóm Yến Hồng cũng không dám chậm trễ liền dắt Đông Phương Manh không vui lắm về trấn quốc công phủ. 15 tháng 8 cúng trăng, ngoại trừ dân nhang đèn cùng đồ cúng, còn có bánh trung thu đoàn viên bánh trái dùng đều có hình tròn, dưa hấu cũng tỉa thành từng cánh đan sen, nhìn giống như hoa sen vậy. Ngoài tỉa dưa hấu thành cánh hoa sen ra còn dùng lá củ cải tỉa thành sa la, 14. Cửa hàng giấy có bán giấy màu ánh trăng, vẽ thành hình trăng tròn vằng vặc, còn có bồ tát ngồi trên tòa sen dưới ánh trăng chiếu rọi. Dưới cảnh hoa có mặt trăng và cung quế, thỏ ngọc đứng một bên, tay cầm chày dã thuốc giấy màu ánh trăng rộng chừng 3 phân, dài quá một trượng, chế tác tinh xảo đẹp đẽ, màu sắc rực rỡ. Nhà nào nhà nấy đều đặt bài vị cúng trăng theo hướng trăng sáng, mọi người lại trăng, đốt giấy ánh trăng, sau đó lui đồ cúng, chia cho mỗi người trong nhà. Bà con với nhau còn tặng bánh trung thu và trái cây, bánh trung thu lớn đường kính có tới hai tắc. Nếu là thê tử về nhà mẹ đẻ, ngày này nhất định phải về lại nhà chồng bởi vì hôm nay là Tết đoàn viên. Cho dù Đông Phương Ngọc không quay về, vợ chồng công gia cũng không quên cầu phúc cho hắn, hy vọng thần tiên trên cao có thể che chở hắn bình an khỏe mạnh. Lão phu nhân còn thuận tiện xin Nguyệt Lão cũng chiếu cố con trai cả và con thứ một chút, sớm ngày cưới được thê tử xinh đẹp, để bà hưởng thụ hết cuộc sống hạnh phúc con cháu đầy đàn. Tết Trung Thu, ngoài bánh Trung Thu ra còn có bánh nhân mặn, mầm hẹ, tiểu mạch, vịt nướng lò, heo sữa quay, thịt nướng, ăn chung với mì vắt, rượu hoa quế. Đủ loại thức ăn. Yến Hồng nhìn một bàn đồ ăn dài ngoằng bầy trong sân mà ló mắt, nước miếng chảy từ lưa, làm đông phương manh cứ nhìn chằm chằm khóe miệng nàng. Trái cây tươi cũng phong phú đủ loại, trái trôm, mười lăm, thơm nước, táo giòn đỏ tươi, mận tiến vua trung sơn, lựu phương nam, nho tím, đậu tương xanh, lê vàng, hồng, ngó sen trắng, sen xanh, tuyệt nhất là nho. Trái lớn màu tím, hình tròn kêu là mã não, trái nhỏ màu trắng hình bầu dục gọi là mã nhũ, lớn nhỏ sen kẽ gọi là ông dắt cháu, còn có đỏ chu sa, vàng ruộm, ngọc đen, v, v, mùi vị đều rất ngọt. Trái nhỏ mà ngọt gọi là nho tiểu ngọc, loại này nóng, ăn nhiều sẽ nổi mụn. Còn như nho chua nhỏ mà đen bán trên đường chỉ là hàng thứ phẩm đương nhiên cũng không thiếu cam đỏ mà Đông Phương Tề mua với giá trên trời về. Có điều chỉ cần trái cây có chút nhan sắc đều bị Đông Phương manh quơ đến địa bàn của hắn. Rất có ý, ăn mảnh, cả phủ đều chiều hắn nên cũng mặc kệ. Cúng trang xong, mọi người liền bắt đầu ra sức tiêu diệt đồ ăn trên bàn. Đông Phương manh bận rộn nghiên cứu trái cây màu sắc xinh đẹp trong tay, không lo ăn. Yến Hồng thỉnh thoảng lại trồm qua đút hắn mấy miếng bánh, hắn cũng ngoan ngoãn há miệng nuốt đợi Đông Phương Tề muốn đút hắn, hắn trực tiếp vớt lờ, vẻ mặt ai oán của Đông Phương Tề làm công gia và lão phu nhân đều vui vẻ. Đại chiến thức ăn hoàn tất, vợ chồng lão công gia cũng mệt liền để mọi người tự tản đi ngắm trăng, hai ông bà già nắm tay nhau đi dạo hoa viên trong phủ. Yến Hồng nhìn hai vợ chồng tuổi gần 60 nhưng vẫn cử án tề mi, lòng cực kỳ xúc động, thoáng chút hâm mộ. Ánh trăng như nước, ngoài phủ tiếng nhạc huyên náo, Do ở gần chợ nên đêm khuya vẫn còn nghe tiếng xanh ca vang vẳng, lại thoáng như âm thanh của tiên nhân trên trời. Thỉnh thoảng vọng đến một hai tiếng nô đùa ồn ào của trẻ con, ồn ào huyên náo cả đêm, mãi đến khi trời sáng. phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn